Quý anh chị thân mến, và bước tiếp theo trong cái nội dung của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những con giáp giàu sang không ai bằng, đổi đời ngoạn mục sau cái tuổi 40. Thì dưới đây là những cái con giáp giàu không ai bằng sau cái tuổi 40 này, và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong số những con giáp này hay không. Thì thứ nhất đấy là tuổi Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp thì từ sau 40 tuổi trở đi thì vận trình của tuổi Tỵ sẽ vô cùng khởi sắc, mọi chuyện thuận lợi hanh thông. Ở độ tuổi này thì Tỵ sẽ gặp được nhiều cái cơ hội vàng để gặt hái được cái sự thành công, nguồn thu nhập gia tăng chóng mặt nhờ cái sự nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ của họ. Thế nhưng Tỵ vẫn phải biết tiết kiệm, hạn chế lại những cái khoản thu không cần thiết, vì 10 năm nữa một việc trọng đại sẽ xảy ra bắt buộc bạn phải dùng đến một cái khoản tiền lớn. Nếu không chuẩn bị kịp, bạn sẽ rơi vào cái thế bị động vô cùng nguy hiểm. Và cái tuổi thứ hai đấy là tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp thì từ tuổi 40 trở đi, tiền tài công danh của Dần sẽ vô cùng hanh thông. Thời gian này thì Dần sẽ mở rộng các cái mối quan hệ, kết giao được với nhiều các cái mối quan hệ có lợi, mang lại nhiều cái cơ hội đầu tư kiếm tiền béo bở. Thế nhưng đây cũng là cái thời điểm Dần phải chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng lao lực quá nhiều vào kiếm tiền cũng như uống rượu bia, hút thuốc lá. Hãy duy trì một cái nếp sinh hoạt điều độ, nên nhớ có tiền chưa phải là tất cả, có sức khỏe mới có thể hưởng thụ được cuộc sống trọn vẹn. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Thân. Thì theo tử vi 12 con giáp thì Thân sẽ gặp khá nhiều may mắn trong kinh doanh, sự nghiệp từ độ tuổi 40 trở đi. Vì vậy mà bắt đầu từ bây giờ, bạn hãy dành thời gian để học hỏi, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân mình. Muốn thành công, bạn cần phải trở nên mạnh mẽ, nghị lực và sở hữu một cái vốn kiến thức nhất định. Có như vậy thì bạn mới kịp thời nắm bắt cái cơ hội trời cho và chuyển mình thành công. Quý anh chị thân mến, trên đây là ba con giáp có thể đổi đời ngoạn mục sau cái tuổi 40. Những con giáp này sẽ giàu sang không ai bằng, thì chúng ta cũng đã biết rằng liệu rằng chúng ta có nằm trong con giáp này hay không rồi. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng ba con giáp này và chúc các bạn sẽ gặt hái được những điều may mắn nhất trong cuộc sống, và thành công sẽ đến với các bạn.